đàn ông có vợ rồi. Em tin đàn ông nha, đàn ông có vợ rồi em không tin. Ở nhà đi, trở về đi. Ừ, vô đây là hai người có vợ, chở gì nữa. Nếu em không tin đàn ông có vợ, em chỉ ngồi chơi được với anh Nghĩa thôi. Ờ, đó. Được không em? Một lát nữa anh có cái bàn hương án quanh trên đây nha. Thủy. Dạ. Hãy sử dụng chiếc áo màu cam. Nóng lên, em nóng lên. Nó cứ suy nghĩ giùm anh. Rồi, ok, để em suy nghĩ. Anh nói đi. Như vậy là các bạn đã quyết định chọn số 5. Mời đội Trân Thành. Đội em là chọn số 4. Nói luôn à. Ủa là sao? Tôi đứng dậy. Tôi thọc tay vô túi. Tôi soạn lên. Tôi thọc tay vô túi. Tôi soạn văn. Con bánh bèo nó tuột ra luôn. Hồi nãy em bị anh Thành la nên sợ quá. Vì sao Thành la em? Em tới muộn. Em tới muộn. Thành la em thế nào? Nhưng mà anh Thành la nhưng mà dễ thương thôi. Nhưng mà nếu vậy thì có việc gì phải sợ? Cũng còn sợ. Vẫn còn sợ, vậy Thu em chọn trước đi. Dạ em cũng bị la mà. Ủa vậy? Thu thì sao? Anh thấy rằng em cũng có kinh nghiệm cả lĩnh vực ca hát luôn đó. À dạ, rồi kinh nghiệm để làm gì anh hả? Để em có thể phán đoán và tìm ra những người hát không hay hoặc là hát hay. Dạ thì em đến đây để làm việc đó mà. Em tự tin không? Dạ rất. Rất tự tin nha. Vậy thì bây giờ Thu và Hằng, các em muốn về đội của anh nào ở đây? Giang hay Thành? Hồi nãy em bị anh Thành la nên sợ quá. Vì sao Thành la em? Em tới muộn. Em tới muộn. Thành la em thế nào? Nhưng mà anh Thành la nhưng mà dễ thương thôi. Nhưng mà nếu vậy thì có việc gì phải sợ? Cũng còn sợ. Vẫn còn sợ, vậy Thu em chọn trước đi. Dạ em cũng bị la mà. Ủa vậy? Thôi cho hai anh chọn đi. Trời ơi quá lắm rồi. Thôi thì bây giờ hai anh đừng làm cho hai em áp lực nữa. Các anh hãy lên tiếng đi nè, cho em cảm thấy thoải mái hơn đi. Bây giờ thế này. Sao khác vậy? Hãy để con tim tụi em mách bảo. Nói chung là sắc đẹp, tha thứ hết. Anh Bình ơi, nãy anh Bình đi ra, anh Giang có muốn hỏi một câu nhưng mà anh ấy không có tiện hỏi, cho nên là nhờ em hỏi. Hỏi gì vậy Thu? Sao dạo này càng ngày càng lộ ra vậy? Lộ là lộ, chuyện gì em? Nó có nhiều dạ, cái lộ lắm. Lộ một số thứ giống mấy cái nơ ở áo rồi kiểu. Không nơ mình lộ thì được, nhưng mà nợ đừng có nộ thôi. Anh lộ lỡ nơ, anh lộ nơ. Nó lộn. Không, nhưng mà cũng phải binh bạn tôi một cái nơ này đâu phải là áo nữ đâu. Cái này là fashion. Đẹp là chứ. Nếu em là người phụ nữ em có chọn yêu một người đàn ông như vậy không? Có. Đẹp trai mà còn giàu thành ai mong yêu. À cũng vội vã quá. Trả lời Hà Thu, em nói câu gì cho nó sâu sắc coi Thu. Nghiêm túc mà. Em đồng ý với anh Bình, cái giọng của bạn này là lồng tiếng. Tại vì em nghĩ cái giọng bạn này trẻ con hơn chứ không cái phải đó, cái đó ai cũng biết. Vậy hả? Chết rồi, em tưởng là mình em biết chứ. Nãy giờ em rất là tâm đắc với cái phát hiện của em luôn á. Nghe những người doanh nhân thành đạt đó nói chuyện nè. Vừa mới nhìn bạn cái bạn nhìn chằm chằm vào mặt mình luôn. Thì tại vì anh đẹp trai người ta nhìn thôi. Em cũng tém em lợ. Em thích em cũng từ từ chứ em tém em lợ. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không biết hát đâu. Ta đang chuẩn bị phản biện mà. Không hát, không hát được. À. Nhưng mà anh chọn rồi mà, giờ hát được hay không hát được anh cũng đâu có quyền chọn. Đâu có, đây số 4 mà em đoán mà. Ủa bé Hằng nãy giờ em coi ai vậy bé Hằng? Nãy giờ lo coi cao thấy sơn không chứ đâu có coi thí sinh. Không biết coi thí sinh của tôi. Em tưởng đâu là chọn rồi là không có được chọn nữa, cái xong em hồi nãy cái video lúc nãy em đâu có thèm coi đâu. Trời ơi. Bây giờ em làm anh không? Thành ơi, gia đình của em bữa nay cũng khó lắm nha Thành nha. Không có tôn trọng biên tập chút nào, bao nhiêu công sức của người ta làm. Nói là bữa nay hai chủ nhà phải rất là gồng gánh nha. Tay chân vậy, cái con người vậy á là không làm gì ăn được hết. Chắc chắn là trời phải phú lại cho bạn ấy một cái giọng hát. À đó. Chứ bây giờ mà không hát hay nữa là làm gì ăn? Mất cái này bù vô cái kia đúng không? Anh ơi, anh như em nè, em đâu biết làm gì đâu. Nhưng mà em đâu hát được. Phải không? Trời phú cho em cái đó là tại rồi. Vì là kiếp trước em ở chưa tốt nên trời cắt luôn cái đầu em. Nó triệt tiêu luôn. Giờ gái đẹp mà nó triệt tiêu luôn rồi. Thấy nếu mà những người mà hát hay á người ta rất chú trọng vào, em xin lỗi chị nha, chú trọng vào cái hàm răng bên trong. Em thấy răng chị. Tại sao? Hả? Tại sao? Đó tại như sao anh nè, răng anh rất là đẹp nè, đó kiểu vậy đó. Không nhưng em ơi. Nhưng mà răng anh là răng là trời sinh mà đâu phải là mình lựa không, chọn. Nhưng mà mình phải nói sao Thành bên em câu. À không, anh muốn bên em được em. Để em nói nè. Tức là mình nè. Là người hay hát. À. Thì mình sẽ chú trọng vào cái hàm răng này, cái nụ cười này sao cho nó đẹp á. Răng là trời cho. Răng sao?
thì mình cứ vậy. Tại vì răng anh đẹp rồi. Thì anh biết, thật ra có chuyện không có anh, răng anh có vậy đâu, răng anh có làm mà phải không? Không, răng anh tự nhiên mà. Như vậy là các bạn đã quyết định chọn số 5. Mời đội Trân Thành. Đội em là chọn số 4. Nói luôn à. Ủa là sao? Tôi đứng dậy. Tôi thọc tay vô túi. Tôi soạn lên. Tôi thọc tay vô túi. Tôi soạn văn. Con bánh bèo nó tuột ra luôn. Ê mà bên đây bà Yến bà phong cách gì? Giống như là có. Lolita đó. Dạ thì mọi người cũng nhìn thấy hình ảnh bây giờ của em á. Nó dịu dàng hơn, nó đáng yêu hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Nhả cục xạo ra nói chuyện nè. Nhả cục xạo ra nè. Cục xạo là gì vậy anh? Trời ơi. Đó là cái cục xạo đó. Tại vì trong em có hai con người à. Đó, phiên bản đàn ông và phiên bản phụ nữ. Thì phiên bản đàn ông là anh trai của em. Anh trai của em có tên là Võ Minh Sơn à. Còn em là Võ Hoàng Yến. Trời ơi. Dạ. Sau khi cách ly á, thì anh Sơn hơi mệt mỏi á. Khi nào anh Sơn lui vào tịnh dưỡng một thời gian. Sao đặt võ công cho nó mạnh à. Không, thành là võ tòng luôn á anh. Thủy dạ. Bây giờ em muốn về vị trí nào? Em đây là lần đầu tiên em chơi ừ. Mà em nói nghe nói là không chỉ ban tổ chức bày ra mấy cái chiêu mà lọ, mấy cái chiêu mà lừa khách mời mà... Bày mấy chiêu lọ là mấy chiêu gì em? Phải cười nhẹ nhàng. Mấy cái chiêu lừa khách mời mà còn anh Trường Giang với Ấn Thành cũng lừa luôn. Không có em ơi, chủ nhà là tao nói tâm thanh tịnh lắm, em không có làm chuyện không, lừa lọc đó. Chị là người không, tại chị Yến nói em vậy. Không, chị em người từng trải khi biên tập họ cài cấm á em. Bởi vậy, ừ, bây giờ à, Thủy anh chị hỏi à, dạ. Bé, dạo này em có người yêu chưa? Em chưa, chưa. Ủa anh biết em không tin vào đàn ông hỏi làm sao em có người yêu được. Không, em không tin vào đàn ông có vợ rồi. Em tin đàn ông nha, đàn ông có vợ rồi em không tin. Ở nhà đi, nhớ về đi. Ừ, vô đây đây hai người có vợ, chở gì nữa. Nếu em không tin đàn ông có vợ, em chỉ ngồi chơi được với anh Nghĩa thôi. Được không em? Một lát nữa anh có cái bàn hương án quanh trên đây nha. để giữ xài đi. Thì đó, thôi bây giờ nè. Phủ vàng em sợ. Anh phân công nha, anh phân công nha. Em về với Thành đi nha. Người mới lần đầu tiên đúng không? Dạ đúng đó. Rồi. Em về với Thành đi còn đúng Yến. Đúng rồi. Tại về với Giang nha. Tại sao? Yến là cùng họ với em. Võ Hoàng Yến, Võ Trường Giang. Võ Hoàng Yến nè, Võ Minh Sơn nè, Võ Trường Giang là ba họ họ Võ luôn á. Vậy thì bây giờ chị em về với nhau được không? Ok dạ, em mình về với nhau ha, họ giỏi vậy nha. Mời em về chỗ. Thủy. Dạ. Hãy sử dụng chiếc áo màu cam. Nóng lên, em nóng lên. Nó cứ suy nghĩ giùm anh. Rồi, ok, để em suy nghĩ. Anh nói đi. Không, ý là em suy nghĩ xong được cái gì em nói ra luôn đó Thủy. Đã, em suy nghĩ bạn đó đó hả? Cái lúc mà bạn ấy mở miệng ra thì em thấy là bạn ấy mở cái hàm dưới ra hơi nhiều. Mà em thấy mấy ca sĩ á hát là toàn là mở hàm trên thôi, thế này là mở nguyên to nguyên một cái miệng luôn. Là to cái miệng như nè. Bây giờ ê, xin lỗi vậy ca sĩ đâu có miệng vậy. Không, ủa cái logo á, ủa cái logo á. Thấy bé cái chuyên môn có sợ hả? Lo đồng đội quá. Thủy tả với cái miệng vậy chỉ có Lê Dương Bảo Lâm thôi chứ có ai đâu. À, dân nhạc viện bên kia người ta chưa báo cái kỹ thuật, bà báo luôn kỹ thuật. Bà đẩy hàm trên, hàm dưới, một hầu nó ra hàm hồ nữa. Cho nên ai cũng nghĩ là không phải đẹp trai mà mới là hát hay. Không phải là đẹp gái mà mới là... Rồi, chị có hát không hay. Mới, chị chán của chị quá chị á. Ủa thì chị hát dở mà, ừ. Rồi thì đó nói em đó. Chị em cũng đâu có hay đâu. Có vừa bà chị em tự tố cáo lẫn nhau. Em hát không hay ok nhưng mà em không có ra MV. Không, có ra MV sao khoe sắc đẹp. Nhưng mà chị ra MV khoe sắc đẹp có thể thôi, còn mày chưa đủ đẹp bằng tao thì mày không ra đúng rồi. Ờ, dùng bằng tao đúng rồi. Thôi ơi, hay lại đi em ơi. Thiệt á, mà làm chi vậy? Tao ngầu xấu, tao có thiệt xấu. Mình đang sang, đội mình team sang, mình đừng có nói xấu người ta.